Ngành điện lực vừa đưa ra khuyến cáo đối với người dân về sử dụng điện an toàn tiết kiệm khi mùa nắng nóng đang vào cao điểm. Cứ vào cao điểm mùa nắng nóng, hóa đơn tiền điện của người dân lại leo thang gấp đôi, gấp ba. Nguyên nhân dẫn đến việc này do sử dụng các thiết bị làm mát như quạt, điều hòa trong thời gian dài. Cùng với đó, nhiệt độ cao khiến các thiết bị làm mát phải hoạt động quá công suất, dẫn tới chỉ số điện năng tăng đột biến. Ngành điện khuyên người dân sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu, và hãy tắt khi không sử dụng. Nên cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời, khoảng 5 độ C, và hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà. Vệ sinh máy lạnh theo định kỳ để giúp máy lạnh hoạt động ổn định, tăng khả năng làm lạnh và ít tiêu hao điện năng. Nên dùng quạt thay cho máy lạnh khi thời tiết không quá nóng. Tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá cao. Đặc biệt tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên.